Tèo Điêu kính chào quý vị anh chị yêu âm thanh trên toàn quốc đã trở lại kênh YouTube của Tèo Điêu. Để tiếp tục giới thiệu những sản phẩm về với trung tâm thì ngày hôm nay ở bên trung tâm về được số lượng là một quả model MRX 518S. MRX 518S được thiết kế cấu trúc một bát 50 và thùng dòng thùng sơn cát. Đây là một trong những model được thiết kế cực kỳ nhỏ gọn để phục vụ quý anh chị ghi âm thanh những căn phòng nhỏ. Và quý vị nào chúng ta có những căn phòng nhỏ phù hợp để chơi một quả thì chúng ta có thể chơi một quả, và quý vị nào có căn phòng lớn hơn thì chúng ta có thể chơi hai quả. Số lượng thì bên trung tâm nay về vì lúc này thì hàng cũng rất là căng thẳng về cửa khẩu nên cũng không có nhiều, về được một quả, và hiện tại bên trung tâm còn một quả nữa, tức là số lượng có hai quả tại trung tâm. Quý anh chị nào quan tâm những cái dòng này thì nó được thiết kế với cấu trúc thùng rất là nhỏ gọn, ở phía trước nhìn rất là nhỏ gọn và đuổi sâu về phía sau, và dòng thùng sơn cát. Dòng này thì bát là bát 50, đánh bát đánh ở chẻ kháng là 4 ôm. Trước tiên chúng ta xem về những chiếc màng của những chiếc bát 50 như thế này, được đánh giá một trong những quả súp đẹp xuất sắc trong những cái chất bãi như thế này, thì những cái quả bát còn rất là đẹp. Và tiểu đô quay chi tiết để chúng ta có thể xem và trải nghiệm cũng như để đánh giá về độ đẹp. Để quý vị anh chị chúng ta có nhu cầu sở hữu những dòng này thì cứ liên hệ bên trung tâm để được cung cấp thêm hình ảnh về chi tiết. Đây là được thiết kế cho dòng sản phẩm này một chiếc lưới. Một chiếc lưới thì ở bên chúng ta nhìn thấy xuyên qua được cái tấm lưới là bởi vì bên trong cái tấm lưới này nó được bọc cho chúng ta một cái lớp cước ở bên trong. Đấy, một cái tấm cước ở bên trong để chắn bụi cũng như là chắn những cái tình trạng những các trẻ nhỏ có những cái que nhỏ nhỏ cầm đâm qua cái tấm lưới vào bên trong. Hiện tại thì bên trung tâm và ngoài cái model 518S này thì có những model 418S và MPro 418. 418 thì là dòng súp điện, còn 418S này thì nó là dòng súp hơi, thì tức là súp hơi và súp điện bên trung tâm đều có. Hiện tại về những cái mã mà bên trung tâm đang sở hữu thì có JRX 118SP và MRX 518S dòng súp hơi, và BR và Marlboro 418 và 418S, tức là cái model 418 là có cả súp điện, có cả súp hơi, và có cả dòng PRX 618S là dòng súp hơi, là dòng súp điện. Súp điện thì cũng được thiết kế toàn bộ những cái dòng súp đơn như này thì là toàn bộ là bát 50, vì vậy nên phù hợp những căn phòng tùy cho căn phòng của từng quý vị và các bạn yêu âm thanh. Ở đây thì toàn bộ thân thùng thì chúng ta thấy rằng nó cũng được thiết kế cho chúng ta dòng thùng sơn cát. Đấy. Dòng thùng sơn cát quý vị nhé. Ở trên đây thì cũng được thiết kế cho chúng ta một chiếc chiếc lỗ cắm cọc để chúng ta có những quý vị chúng ta đang chơi những cặp loa 30 hoặc 40 mà dòng monitor có cái lỗ cắm cọc ở bên dưới, thì chúng ta có thể dùng lỗ cắm cọc này để chúng ta cắm cọc vào đây và cắm một cái cây loa lên bên trên, để nó gọn cho căn phòng của chúng ta, nó đã phải lình kình và nó lại là mang cái tính chất trưng bày nó đẹp hơn. Hai bên hông thì chúng ta thấy rằng những dòng thùng sơn cát như này thì luôn luôn được những quý vị anh chị chúng ta rất là yêu ái, bởi vì nó được đánh giá là cái độ sạch của nó, chúng ta chơi lâu ngày để bụi thì chúng ta chỉ cần một cái khăn ướt chúng ta lau sơ qua là nó đã sạch và đẹp rồi. Đấy. Thì thường như những cái đời cao thì bao giờ nó cũng được thiết kế dòng dòng thùng sơn cát như thế này. Hai bên thì cũng được thiết kế cho chúng ta những chiếc quai để tiện di chuyển, có chữ MRX 500, tức là những cái CG này nó là CG 500 ngày 518S. Ở đây là phía sau thì cũng được thiết kế chúng ta những cái chạm. Ở cái chạm phía sau như này chúng ta thấy còn cái độ đẹp còn rất là đẹp. Đấy. MRX 518S ở Made in Mexico.
tức là quả súp này được lắp ráp tại Mexico. Tuy nhiên những cái model MDX 518S này thì lắp ráp tại Mexico hay hoặc lắp ráp tại đất nước Mỹ thì nó cũng đều chung là một cái củ bát là được sản xuất tại đất nước Mỹ đấy. Tức là sản xuất Mexico, lắp ráp ở Mexico hoặc lắp ráp ở Mỹ thì đều chạy chung một cái củ bát là Made in USA, đều là trợ kháng 4 ôm đấy, chất lượng như nhau, chỉ khác nhau về về nơi lắp ráp thôi. Vì vậy nên những quý vị chúng ta có thể chơi những quả quả Mexico hoặc là quả USA thì cũng đều là đảm bảo cái chất lượng như nhau đấy, đảm bảo về chất lượng như nhau. Về độ đẹp của những cái dòng sản phẩm như này thì chúng ta thấy rằng chắc chắn những cái quả đơn mà hàng bãi như này thì cũng được đánh giá ở một trong những cái top đẹp rồi đấy. Với cái không gian nhỏ cho gia đình chúng ta, phòng từ 25 30 mét vuông thì chúng ta chỉ cần một quả thôi. Còn những quý vị nào có những cái không gian nó cực kỳ rộng, thoáng, không gian hở mà chúng ta cần nó mạnh hơn thì chúng ta có thể chơi một cặp. Nếu như chơi một cặp thì bên trung tâm cũng hiện tại có đủ một cặp để phục vụ cho quý vị và các bạn. Còn nếu như cho quý vị chơi một quả thì bên trung tâm cũng cung cấp số lượng một quả. Đấy. Thì những cái model ở trên thì Eldo cũng đã nói rồi. Hiện tại bên trung tâm có GRX 118SP dòng súp điện và MRX 518S dòng súp hơi và Marlboro 418 dòng súp điện và Marlboro 418S dòng súp hơi và BRX 618S dòng súp điện. 618S thì được thiết kế cho chúng ta là dòng bát neo, còn 518, 418, 118 là dòng bát tử thường. Đấy. Là dòng bát tử thường. Thì những chiếc bát như này thì nó là đánh ở chế độ 4 ôm, vì vậy nên cái giải bát của nó đánh lúc nào cũng luôn luôn là có cái tiếng đưa ra cho chúng ta rất là uy lực đấy, và được thiết kế thân thùng đuổi sâu về phía sau nên cái tiếng bát bao giờ chúng ta đánh nó cũng nghe nó rất là sâu và nó sâu từ phía trong nó thả ra nên chúng ta nghe cái giải nó rất là ấm đấy. Ngoài những quả súp ra thì chúng ta có thể sơ bộ về những cái sản phẩm ở bên trung tâm đang sở hữu nhiều những cái model khác nhau, những cặp loa cao cấp, dòng loa 3 đường tiếng, dòng loa phun đơn, dòng loa phun đôi mà bên trung tâm đang sở hữu. Quý vị chúng ta có những căn phòng lớn hay căn phòng nhỏ phù hợp cho từng căn phòng. Với những cái căn phòng nhỏ thì chúng ta chơi cặp loa nhỏ, căn phòng lớn chúng ta chơi những cặp loa lớn. Thì chúng ta quan tâm những sản phẩm nào mà đang tìm kiếm thì cứ liên hệ bên trung tâm để được tư vấn thêm về chi tiết hơn. Còn ở đây thì bên trung tâm có những cái cặp full cũng là BRX 515. BRX 515 được thiết kế cho chúng ta một bát neo 40 và một chép neo, dòng được tích hợp công suất liền. Thì những cái sản phẩm này thì chúng ta chỉ cần một con vang, set up một bộ mic nữa là chúng ta có thể hát karaoke và không cần phải dùng cái cục đẩy. Hoặc là chúng ta có thể có nhu cầu sở hữu những cái bàn mixer để nghe nhạc. Đây là mixer Mackie hàng loại của Mỹ với series là 1604 VLZ Pro. Đấy, hàng của Mỹ. Quý vị nào chơi những cái con mixer như này thì cũng liên hệ bên trung tâm của Theo Đồ. Những con mixer này thì nó rẻ thôi, nó cũng không không có gì có đắt, nó chỉ vài triệu thôi, nhưng chúng ta chơi nghe nhạc nó mộc mạc rất là hay. Hoặc là những con đẩy QSC. QSC thì hiện tại bên trung tâm chỉ còn những mã là MX 1500 và con 50 50 R RMX 50 50 ở phía bên dưới. Con MRX 50 50 thì nó là công suất cực khủng rồi, cực đại, thì chỉ dành cho những cặp loa lớn hoặc những cặp súp kép đấy, thì chúng ta chơi. Còn con trên thì chúng ta chơi những cặp phun đơn nhỏ, hoặc thì chúng ta có thể chơi những con crowd 5000 hoặc 5002 mà bên trung tâm đang sở hữu đây đấy, những con đẹp xuất sắc hoặc là những con 1002, những con 2004, những con 2401, những con 3006 hoặc những con EQ lọc xì Collecting DN 370 hàng của Anh Quốc. Chúng ta quan tâm những sản phẩm nào thì cứ liên hệ bên trung tâm của TLD để được cung cấp chi tiết thêm cái hình ảnh để chúng ta có thể xem và tham khảo cũng như trải nghiệm về cái độ đẹp, về cái chất lượng cũng như tư vấn một cách thực tế nhất để phục vụ đến quý anh chị những bộ sản phẩm mà được đánh giá hàng cao cấp của Mỹ, những bộ phụ những cái sản phẩm được đánh giá chuẩn chỉnh để phục vụ cho quý vị anh chị. Và sau đây thì Eulu sẽ dừng clip tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và anh chị trong những clip sau. Mọi nhu cầu xin hãy liên hệ theo số điện thoại 0975 600 005 để được tư vấn thêm và chi tiết hơn. Và bây giờ thì Eulu xin được dừng clip tại đây. Xin hẹn gặp lại quý anh chị.